Xin chào các bạn, giờ mình chỉ mọi người cách ăn bánh xèo nha. Rồi, đầu tiên là bạn lấy bánh tráng nè. Đây là bánh tráng. Ủa? Lấy một bánh tráng. Xong, các bạn xé ra. Xé bánh tráng ra. Xé bánh tráng qua giùm hai bi. Xé bánh tráng. Nè, quay vô chén. Xé bánh tráng ra. Thế không giờ tôi cắt. Thế rồi không? Thế rắn à, bỏ rồi. Sao bánh tráng bỏ vô cái chén? Nếu không có cái chén thì có thể lấy cái tô. Đó. Ta xé bánh tráng ra. Thế càng nhuyễn thì càng ngon. Rồi. Xong, bây giờ chúng ta sẽ lấy rau. Lấy rau ha. Đây rau. Lấy rau, bạn cũng xé rau ra luôn. Xé ra. Bỏ vô. Bỏ vô. Đó. Xé rau ra bỏ vô nha. Rồi. Bây giờ lấy rau, xé ra bỏ vô. Rồi, dầm dầm dầm. Đó. Xong sau đó chúng ta lấy miếng dưa leo. Dưa leo thì chúng ta sẽ cắn ta nhả vô, cắn nhả vô nha. Rồi cắn nhả vô. Rồi, quay gọn à. Đắng à, nhả vô. Đắng, nhả vô. Đắng à, nhả vô. Đó. Sau khi chúng ta cắn nhả vô rồi, bây giờ chúng ta lấy bánh xèo bỏ vô. Đó, dầm. Dầm, dầm, dầm. Đó, dầm. Sau đó chúng ta chan nước mắm vô. Nó vừa lép mà vừa cắn nhỏ trắng xé nhỏ nhỏ nặng quay vậy. Đó, chan vô. Ăn đó, chan vô. Đây, đây là xong cách ăn bánh xèo đó. Các bạn trộn lên. Trộn lên. Trộn lên. Trộn lên. Đó, dầm cho nó nhuyễn ra giống cháo vậy á. Xong rồi chúng ta ăn. Các bạn dầm nhuyễn, bạn xay sinh tố xong bạn húp, bạn uống luôn. Đó. Rồi, chúc các bạn ăn ngon miệng nha.